xuất khẩu 6,08 tỷ đô la, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Với mức xuất khẩu này, Thái Lan nước này là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Đi qua bên làng bè qua sông nó có chút, một chuyến như là 10.000 nha. Sáng cô chú anh chị và các bạn, rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em trở lại Châu Đốc để đi chợ Châu Đốc nha cô chú. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều thay đổi nên em trở về đây để quay toàn cảnh của chợ Châu Đốc, thành phố Châu Đốc cũng như là cầu Châu Đốc cho cô chú anh chị bạn cùng xem. Hiện tại thì em đang đứng ở chỗ đường này khá là xa nè. Xa bên kia là cây cầu Châu Đốc của cô chú, hiện tại là đang được thi công bên đó. Đây là tượng đài Cá Ba Sa nè. Đi qua bên kia là mình đi qua bên làng bè bảy màu đó cô chú, bảy sắc cầu vồng. Với lại mình đi qua bên làng chậm bên kia thì cô chú muốn đi thì cô chú lại chỗ tượng đài Cá Ba Sa nè. Thì có một cái bến chỗ này để rước khách đi vòng vòng ở sông cũng như là đi qua bên làng bè bên kia.
đi qua bên Châu Phong á, với lại bên đằng chậm bên kia nữa. Cuối video ngày hôm nay thì em sẽ về lại cầu Châu Đốc ở đằng kia để quay cho chú bạn cùng xem nha. Ở đây đa số em thấy bà con thì làm nghề cá cũng rất là nhiều, cào lưới rồi giăng lưới nữa. Đây có một ghe cào này cô chú. Bên kia làng bãi sắt cầu Vồng đẹp lắm, làng bè ngũ sắt. Đây là toàn cảnh của thành phố Châu Đốc nhìn từ trên cao nha. Hôm nay thì thành phố Châu Đốc cũng có nhiều thay đổi nữa. Đi theo hướng của em là đi về chợ Châu Đốc nè. Hiện nay là 7 giờ rưỡi sáng rồi chú. Ngày mới xin chúc tất cả các chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui nha. Này cái bến này, bến đi xuống nè. Ở đây cô bán bún hết bún hả cô? Hết rồi. Dạ. Cô bán ở khúc nào cô? Cô bán ở khúc nào? Bán ở khúc này không hả? Dạ. Ở đây bán cho người dân hay là bán khách du lịch ta? Dạ. Dạ. Đó, cô chú có lại bên đây thì ghé đây ăn bún cũng được cái này, giống như là chợ nổi vậy đó. Bán mấy giờ cô? 6 giờ qua. Bán tới này hết hả? Dạ con đây đó anh Giang con quay chợ không à? Dạ. Thường khách người ta đi một chuyến bao nhiêu biết không chị? Thường khách du lịch người ta đi một chuyến bao nhiêu biết không? Dạ. 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 À, đây đó anh Giang cô. Dạ. Này cô bán bún bán mì. Cô bán sớm lắm. Dạ đây đó anh Giang. Đây đó anh Giang. Dạ. Ngày bán mấy cái bún cô? À, 10 ký. Thường một một chuyến đi vòng đây là nhiêu tiền có biết không cô? Như là 10 người. Dạ. 10 người cũng như là vài trăm ngàn vậy đó. Dạ, 200-300 gì không? Tại chứ trên 100 mới chính á. Dạ nãy đi là nãy tới đây là người ta đi rồi nên không hỏi được. Dạ không à, là đăng ký kênh YouTube ha. Dạ có. Dạ. Dạ cô coi cô thích thì cô bấm like thôi à. Dạ đúng rồi, phải có like nhiều á là YouTube nó mới đưa video con lên nhiều. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nhiều luôn. Cơm bún không cô? Gì hả? Dạ có mấy con mua có mấy triệu à. Dạ. Dạ ở đó người ta đang bắt cá rồi chú. Còn cái đó gọi là gì con quên người ta. Không, người ta đang bắt cá này nè. À cào. Này cào giả gì nè, con quên rồi. Ở đây cô chú muốn qua bên kia thì có thể đi đò mấy cái chèo này, hoặc là đi đò máy. Người 10.000 đi qua sông hả cô? Đó, bên kia có một cái xuồng đang đi qua đó. Còn cảm ơn cô nhiều nha. À, cuộc sống buổi sáng ở sông Châu Đốc thôi cô chú. Sông Hậu. Đi giá cả vậy. Dạ. Giá cả cái ở tính bình giá cao vậy đó. Dạ. Định ở đây hỏi giá để cô chú cho bạn có đi du lịch ghé đây biết giá mà đi mà lại hay ta đi rồi. Ta mới vừa lui đi luôn. Dạ không con đi quay chợ nhưng mà con gặp ở đây con ghé thôi thăm thôi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha.
Trời mà đi cô chú. Ở đây có một chị đang chèo đò qua nè. Mình đi qua một chuyến qua 20 ngàn ha. Dạ, đi qua một chuyến là 10 ngàn. Đi qua bên làng bè qua sông đó cô chú. Một chuyến như là 10 ngàn nha. Rồi, bây giờ cô chú các bạn em đi lại chợ để đi chợ Châu Đốc. Em đi nha. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Chỗ này buổi sáng với lại buổi tối đông lắm cô chú. Ta đến đây tập thể dục nè. Rồi đồ ăn vặt ở ngoài đường nữa. Mỗi lần sự kiện thì chỗ này cũng rất là đông. Có làm sân khấu ở khu vực này luôn. Ở chỗ khu vực tượng đài Cá Ba Sa, một biểu tượng của thành phố Châu Đốc. Đến thành phố Châu Đốc là mình sẽ nhớ ngay cái tượng đài Cá Ba Sa liền. Công viên này cũng rất là lớn nha cô chú. Ở đây có mấy ghe cào của mấy cô đậu đây nè. Đó, cái ghe cào hay cái đò ta, hay cái này là đò. Dạ không, con đi quay cho người ta coi là đây để ta đi du lịch thôi. Dạ. Dạ, đi một vòng là nhiêu cô? Đi một vòng là nhiêu? À, dạ. Thì con quay con giới thiệu cho người ta đến đây ta đi nhiều nhiều xíu. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đi tới làng Chăm là 200 ngàn cô chú. Đi xuồng đi tới làng Chăm là 200 ngàn nha. Bên đây là chợ Đốc nè. Còn bên kia là chợ Cùng Tiên đó cô chú. Chợ Bến Phà cũ á. Bên kia có cái chợ nữa. Cái chợ đó thì em cũng đã có quay rồi một lần. Ở bên kia nhìn qua là mình thấy ngay cái chợ cá của Châu Đốc, thành phố Châu Đốc. Đó. Còn xa xa bên kia là cầu Cùng Tiên. Qua cầu Cùng Tiên chạy khoảng 15 cây số là mình sẽ đi về chợ An Phú. Đó, cảnh rất là đẹp luôn nha cô chú. Từ đây là mình nhìn vô thấy cái đường tăng lộ Kiều Lương á, thấy vô luôn trong chợ núi Sa, trong núi Sam luôn đó cô chú. Nhìn thẳng vô là thấy núi Sam luôn. Đặc biệt ở đây có một cái đèn xanh đèn đỏ nè. Đèn xanh đèn đỏ này thì cô chú gặp đèn xanh đỏ mình không có được quẹo phải nha. Quẹo phải là công an bắt. Trước đây thì chỗ này không có đèn xanh đèn đỏ. Đây. Đây cái tủ bông. Đó, khung cảnh rất là quen thuộc với cô chú anh chị các bạn ở Châu Đốc cũng như là ở An Phú. Bên đây là bưu điện nè cô chú. Đây đèn xanh đèn đỏ đây. Đèn xanh đèn đỏ thì có chỉ mới có đây thôi, lúc trước thì không có nha. Dạ. Dạ. Bánh mì hay quay hả chú? Dạ cho con ổ luôn đi. Đây bánh mì hay quay đây. Thường chú bán nhiêu là ngon? 25 thì đặc biệt, 20 thì bình thường. Dạ, vậy lấy 20 thôi. Đây bánh mì heo quay. Này là quay qua nhà luôn hay sao chú? Quay ở nhà. Dạ. Có heo gà vịt đầy đủ. Heo gà vịt. Bán hồi đó giờ đây luôn phải không? Mới bán 2 năm mà bán trong chợ nhiều năm rồi. Dạ. Ở trong chợ là bán có 30 năm đó rồi. 30 năm luôn hả? Ừ. 30 ba mấy năm rồi. Này tặng thêm cho. Tặng thêm luôn à? Ừ. Như là 25 ngàn tính thôi. Dạ, cảm ơn nhiều luôn. Ngoài đó chỗ này là bán trái cây, khu này bán trái cây đúng nhiều rồi, lắm nè. Ở đó bán trái cây. Dạ. Ngoài đó đi vô. Vào chợ trong rồi. Giờ vô bên đây ha. Giờ vô trong đây nè. Dạ. Dễ lắm. Cô chú người xanh đỏ sẵn mua bánh mì luôn nè. Rồi đúng rồi. Dạ cảm ơn nhiều nha. Dạ. Xưa ở đây là mua hàng trái cây chỗ này nè cô chú. Dạ. Bây giờ thì giờ vô chợ trong rồi. À, đi vô một vòng ở đây luôn nha. Chỗ này có bán xăng lẻ nè, có thuốc hút nữa, hộp quẹt nữa.
Ở đây thì em thấy khách du lịch nước ngoài cũng đi lai gai cô chú. Bãi giữ xe chợ Châu Đốc. Hello. Đây có các bạn chợ Châu Đốc nè. Bãi đậu xe khu hoa tươi trái cây. Đó. Vậy là khu này bây giờ có hai đèn xe đèn đỏ nha. Đèn xe đèn đỏ bên đây với đèn xe đèn đỏ quẹo qua đường Tăng Lộ Kiều Lương á. Đường này là mình cũng về núi Sam được nữa cô chú. Đi thẳng đường này vô luôn á là mình sẽ đi về núi Sam đó. Đây đình thằng Châu Phú nè. Đường này là đường Trần Hưng Đạo, còn đường này là đường Nguyễn Văn Thoại. Đó, đi thẳng đường này vô là mình đi qua đường Tăng Lộ Kiều Lương vô núi Sam. Khu này ngày xưa là bán trái cây nhiều lắm. Trên cái này luôn nè, còn giờ là đường làm lại rất là rộng. Mấy cô, mấy chị bán trái cây thì giờ vô phía trong hết rồi. Bên đây là chợ cá, còn bên tay trái của em là khu bán mắm nha cô chú. Mình đi chùa Bà rồi đó, mình ghé đây mua trái cây cũng được. Hoặc là vô trong chợ núi xa mình mua cũng được. Nó khu này bán trái cây nhiều lắm. Wow, nguyên một dãy bán trái cây không à. Ở đây thì người qua cũng nhiều lắm cô chú. Thấy cái bảng hiệu nè. Đây là lối vào số 2 khu A, qua tươi trái cây thì mình đi vô khu này đó, chợ Châu Đốc bên trong đó cô chú. Wow, cái này trái măng cầu gai nè, nó là chín. Wow, ký nhiều hả cô? Ký nhiều mà nó mềm. Cái này chắc về ăn liền được á. Này cái măng cầu gai này cô chú. Cái này thì còn cứng. Gặp măng cầu gai là mình nhớ lại má mình cũng thích ăn măng cầu gai. Bữa nay trời nắng cũng rất là tốt luôn á cô chú, 7:30 sáng nhưng mà nắng rất là nắng. Đây nhìn lại khu bán trái cây bên đây nha. Hồi xưa em đi chợ thì khu này bán trái cây ngoài đường á rất là đông, còn bây giờ là thành một cái đường đi, không còn bán trái cây nữa. Xưa bán trái cây ở đây nè, rồi cá hải sản ở đây luôn. Ở đây có rất là nhiều tiệm, hình như là của bà con người qua buôn bán hay sao á. Thấy có chữ qua nhiều lắm. Lối vào số 3 khu B. Chỗ này thì rau củ quả, thì hải sản luôn. Trái cây khu bên này không à, cũng dễ mua, khỏi đi vô bên trong chợ. Còn ở đây là nhà đồng chợ bán tạp hóa mỹ phẩm bên đây. Còn đi qua bên kia luôn á là bán nhà đồng chợ bán mắm với lại đồ Thái cô chú, bán trái cây đường thốt nốt. Còn phía trước luôn á là công viên Bồ Đề Đạo Tràng, hiện tại thì cũng đã sửa chữa lại rồi, cũng làm rất là rộng. Đây cà phê gan bách hóa Hồng Phước.
như là khu này bữa tối sẽ nhộn nhịp hơn các cô chú. Bữa chiều tối bên trong nhà lồng chợ này thì có thấy có bắp me nhiều lắm cô chú. Đó, bên đây bán khô nè, tạp hóa bên này nè. Đến như đó thì cô chú sẽ hay gặp những chú chạy xe lôi này lắm, có thể đi xe lôi vô núi Sam cũng được nữa. Đây có một cái đường vô nữa nè. Đó. Hình như là trong chợ này cũng không có đông gì mấy cô chú. Lồng điển hả cô? Dạ. Này là mình hái hay sao vậy? Dạ, hái luôn hả? Wow, còn thấy còn tươi quá ha. Đây, bông điện điển nè cô chú. Cô chú đi mua bông điển thì là khu mấy ta? Cái này khu mấy ta? Khu 5 ha. Dạ. Mua bông điển với lại đậu bắp sớm nữa nè. Đó. Wow, bên này bông điển của chị luôn hả? Thấy của chị luôn hả? Dạ. Đây bông điển nhiều lắm. Đây chị đặt rồi luôn nè cô chú. Đó, nhìn cảnh hấp dẫn rất là ngon nha. Cái này chắc hái đêm hôm nè. Lúc gần hai lúc gần sáng á. Thấy không vậy? Dạ. Bên này ký nhiêu vậy? À ký. Dạ. Lấy giùm 300 g đi. Dạ. Rồi hay chưa lặt em? Dạ cái lặt rồi đi. Rồi ha. Dạ. Ngay bao mừng điển nè cô chú. 300 chút xíu đi. Cái gì còn nhiêu? Có gì còn nhiêu? Có nhiêu đó. Dạ, căng dây luôn đi. Mua nó ký về xào ăn luôn. Của hai người bán riêng hả chị? Dạ. Về đây thì gặp bông điển thích. Nhưng mà bông điển này không có đắng nè. Không đắng hả chị? Dạ. Dạ. Mua ủng hộ hai chị luôn. Ở đây có hai chị bán, mua hơn chị thì chị kia buồn. Mấy chị đi hái bông điển đó chú. Bông điển giờ trồng quá. Này chắc bông điển trồng hả chị? Nhiêu chị? Nửa ký 25 ngàn em trai ơi. Dạ. Đây khu này giờ này cũng đông đúc rồi nè cô chú. Dạ, đi thẳng này là vô chợ cá phải không chị? Dạ, đường này nè. Khu đây, khu bên đây đông hơn hay là khu bên kia? Khu bên đây đông hơn hay là khu bên kia? Bên đây đi, nó thẳng vô đi, nó đông nó đi dài lên đây nè. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Chợ này thì cũng có khách du lịch lại nhiều lắm cô chú. Ta chủ yếu đi mua mắm với lại mà mua khô này kia á. Bên kia là Quan Đế Miếu. Đây bên đây có biểu tượng chợ Giao Đốc này cô chú. Chị kêu đi qua khu bên đây đi vô thì nó sẽ đông hơn. Đây rất là nhiều cái hiệu buôn. Đó. Đi thẳng đường này là mình sẽ đi lại cầu Cùng Tiên nữa cô chú. Rồi cùng em đi vô một vòng đi dạo trong chợ nha.
thường em đi Châu Đốc thì em quay phía trước không à. Đây là lần đầu tiên em đi vô trong chợ cá. Ở đây thì em nghĩ chắc cũng có nhiều cá như là ở trên Đăng Phú vậy đó. Cá lóc với lại cá mì dinh. Cá chốt nữa. Wow, cá kết nữa kìa cô chú. Đây, rất nhiều cá lóc luôn. Cá lóc, cá chốt. Mà đây cá kết nè cô chú. Thì quay cá kết cho chú xem nha. Như là tới mùa cá kết hay sao á, nhiều cá kết lắm. Hai trăm hai một ký. Ồ. Này quá trời nhiều cá luôn. Cá kết bự lựa là 220.000 ký. Cá kết nhiều luôn. Dương ký luôn. Đây, tôi gần dưới xem nè. Đó. Cá kết 220.000 một ký cô chú. Cá thác lát, cá lóc. Đây cá rô nè. Ồ, chợ này bán nhiều cá lắm. Hả? Cá trước không tham 200.000 200.000 hết kìa vô. Làm luôn hả con? Giờ luôn đi rồi bán cho đi bán. Wow, chị hết bán mua hết cá trước luôn rồi nè. Còn cá sau không à? Rồi. Cá sau 140. Chị bắt hết cá trước luôn hả cô? Bắt hết rồi. Dạ. 180 bắt hết luôn. Cá này người ta làm gì được hả cô? Cá này ở dưới sông người ta đặt đáy. À đặt đáy. Chứ phải... đâu có mặn được đâu. Chứ phải câu hả? Không, đúng câu đâu câu. Dạ. Đáy. Câu gì nổi? Dạ. Chứ ta đơn gì ta cào á. Dạ. Không gom rồi chứ phải chậu. Thường đáy của con ấy đáy. Thường tháng này cá nó còn nhỏ hả cô? Không có bự có nhỏ nhưng mà mình vừa bữa nay nó có nước ta bán đâu có từ cái thấy. Dạ. Tùy chị làm khô hả chị? Mà ta bán quán á. Dạ. Dạ. Đó, cái này là cá sông đó cô chú. Cá sông còn bự luôn. Con làm cho em đi. Làm đi vô lặng thôi, nửa tiếng nha. Cá mày dinh, cá leo, cá chê. Đủ loại cá luôn. À, cô chú có đi mua cái kết thì ghé cô này mua này, nhiều lắm. Chị Thương mua cô này không hả? 4 ký em ơi. 4 ký. Bên đây là khu bán rau củ quả nè. Lần đầu tiên em đi vô khu này luôn á. Khu này thì cặp mấy sông nha. Đi qua đây nghe cô chú. Đó khu rau củ quả thì cũng thấy cũng vắng lắm. Wow, cá cóc nè. Cá cóc này chắc ký mấy quá. Đây cá cóc. Không đâu à. Đây cá lòng tông với lại cá cơm. Này cá cơm hay cô? Nhiều ký hả cô? Này cá cơm nhiêu ký vậy? Cá cơm 1 ký 80.000. Dạ, lấy con nửa ký đi. Rồi, dạ. Cái linh nữa nè, có cái linh này nữa nè. Cái linh cắt đầu rồi. Thôi cái linh giờ ngán rồi. Ngán em trên Đăng Phú cái linh nhiều lắm. Rồi, ok. Kìa cá cơm của chú. À, cá cơm kho cũng ngon lắm cái nha. Cá đồng nữa, cá đồng cũng nửa ký 50.000. Cá đồng nửa ký 50 hả? Dạ, cá đồng nửa ký 50 luôn. Cá gòi rất là ngon. Dạ. Wow, cá cóc ngon quá ha. Đây, sẵn quay cá của chị luôn nè. Cá mì dinh, cá dạnh. Cá cóc kìa, cá cóc kìa nó chết rồi. Cá cóc nó 80.000 cây. Dạ, rẻ quá vậy. Dạ, nó chết nó rẻ hả? À, hồi nãy nó còn sống rồi, tại gặp cá nhiều quá, nó vậy đó. Dạ, nhiêu tiền chị? 40. Còn cá dạnh dinh thì 25.000. Dạ. Cá chặt lưng.
cá non. Thì em lấy tiền nè. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Khu bên đây ta bán gì trong đây chị? Cũng từ sau cái cá nữa. Dạ. Để em đi ra phía sau quay chú xem coi có gì ở đây nha. Thì có cá cóc nè. Wow. Ủa cái này cá giùm hay cá cóc anh trai? Em đâu có biết đâu. Cái giống... gì không biết mẹ nó bán quả. Gì à? Em là cái này cá hình như cá cày. Cá cày hay á. Không phải không cá cóc. Cá cày xong. Cá cày xong hả chị? Dạ. Cháu cháu hả chị? Cháu hả? Cháu cháu. Không biết ăn cái này ngon không ha? Ngon. À, nó bự lắm. Nó giống như cá linh tròn nó bự. Cảm ơn chị, cảm ơn anh trai. Đi ra mấy sông thử coi chú. Đó, cái đường ở ngoài mấy sông nè. Ghe này đỏ hay gì chú? Dạ. Dạ không. Dạ. Con có đi vòng ở chợ không à? Để bữa nào con làm clip riêng con đi vòng chơi. Dạ. Ở đây chắc mấy ghe cá hả chú? Dạ. Xuống đây xem luôn nè cô chú. Đây mấy ghe cá. Rồi có bán trà đường ở đây nữa nè. Mấy cái đục thì là chở cá ở đây bán đó cô chú. Bên phía sau chợ Châu Đốc. Chợ cá Châu Đốc. Cô chú ở đây ra mấy sông thì sẽ có mấy anh chị cô chú hỏi đó, mình có đi chợ nổi hay là đi một vòng chơi không á. Thì mình có đi là mình đặt xuồng đi chỗ này luôn. Hoặc là ở chỗ này cá ba sa cũng được. Buổi sáng ở đây chắc nhộn nhịp tấp nập lắm á cô chú. Bên kia người ta đang lấy bông súng nè. Đi qua bên kia luôn nha. Tại ở đây có cậu đi qua. Nhiều bông súng luôn. Wow. Bông súng đây. Bông súng này mình hái ở đâu vậy anh? Đồng Miên. Đồng Miên hả? Dạ. Đồng Campuchia. Ủa, anh trai đưa đi hái nữa hả? Đi hết trai á. Gì hả? Nào ăn cơm được rồi, nấu ăn hết đi làm à. Wow, nhiều nhiều lắm luôn. Này hái ngày qua là sáng anh? Hái chiều qua. Dạ. Sáng phanh lên lên. Đồng Campuchia chắc bông súng tự nhiên quá, chắc đồng trồng nữa anh? Bông súng tự nhiên. Dạ. Đó. Nhà mình đâu lận? Người ta. Ờ gì hả? Anh các anh mua lại hả? Không, tôi là công đoàn ở đây nha. Dạ. Bến ở đây rồi. Gì hả? Mấy người bán này chắc người Campuchia hả anh? Bé này là người gì là người bé này người Campuchia nè, bên đây Campuchia qua phải không? Dạ. Dạ. Anh cũng biết tiếng Việt. Hả? Biết đủ xài đó anh. Wow, súng nhiều lắm. Anh bán con súng từ Campuchia qua đó cô chú. Anh cảm ơn anh nhiều nha. Đây con súng đây. Dây, dây, vai. Wow. Bông súng từ Campuchia qua đó. Gái hả? Gái con tù gái. Một súng bên Campuchia và lòng súng tự nhiên không có đó chú. Còn ở đây em thấy như là ta trồng nhiều á. Này chở về chợ nào vậy anh?
chợ đầu mối ở Gia Đốc hả? Dạ, cũng gần bến xe. Phóng vắng hơi đi. Này bông súng chở về chợ đầu mối nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Bên trong đây cũng là một cái chợ cá này cô chú. Đi thẳng sẵn đi qua bên đây luôn nha. Rõ giờ luôn em ở An Phú nhưng mà lần đầu tiên đi vô trong chợ cá này luôn á. Trong đây cũng có nhiều người ta bán cá nè. Wow, cá mè dinh bự quá. Wow, ở đây bán cá leo với cá kết nhiều luôn mà chú. Cá leo. Đây mà đây cá kết nè. Ở chợ Gia Đốc này bán cá kết nhiều ghê luôn. Cá kết chị mua ký nhiêu rồi chị? Cá kết lấy 150 luôn. Dạ, 150 hả? Dạ. Dạ. Rẻ hơn cái cô cái sạp nãy bán nữa. Cái sạp nãy bán em thấy ta bán tới 180 lần. Cái này mua cá kết hả chị? Dạ. Còn bên kia là nhiêu vậy em? Đi qua đây cho dễ quay cho chú. Em đứng quay chiếc này chị. Này. Cá nhỏ thì nhỏ tiền. Wow, cá leo nè. Cá chèn mỡ là cái nào chị? Cái này gọi là cá chèn mỡ đó hả? Bên kia hả? Dạ. Rồi cô chú có đi mua cá leo cá kết vô đây mua nè. Cái sạp này thì em thấy rẻ hơn cái sạp hồi nãy của cô kia. Kết lắm cô chú. Cái kết này là chiên giòn cũng hết sảy. Chiên giòn cho nó mắm là ngon lắm. Bự nhỏ gì cũng 150 hả chị? Bự dạ. Rồi 2 kg bầu không? Rồi, thấy thêm con có chị dư. Bự chắc 200 mấy quá. Chị này nhiều cá kết lắm cô chú. Rẻ nhất là 150. Cá leo cá kết. Mình đi nha. Cảm ơn chị nhiều. Mấy đứa nhỏ nó chịu ăn cá nhỏ nhỏ gì nè. Chiên cho giòn, nó chiên nhiều dầu á. Này cũng chiên giòn nè. Mình đi cá phèn. Đây cá kết nhỏ, nhỏ bự đều có luôn. Cá phèn. Rồi mình đi ra coi chút. Chỗ này bán cá kết quá trời luôn. Như là chợ Gia Đốc bây giờ là đang vô mùa cá kết đó cô chú.
220, 150, 180 đều có. Đó. Quá trời cá luôn, cá kết không à. Cá kết với cá leo. Rồi, em đi ra nha. Chỗ này bán thịt heo nè. Bên đây là khu bán rau củ quả cô chú. Đây cá kết nữa nè. Cá kết, cá bóng với lại cá lư châu. Chờ cá kết luôn cô chú, cá heo, cá chạch, cá heo nhiều nhiêu chị cô? 150 hả? Đây cá heo sông luôn nè, cá bự thấy bán tới 600 ngàn, không biết cá nuôi hay là cá sông không biết nữa. Không có, luôn có. Dạ. Ôi sao cô bán cá lộn xộn hết trơn à? Cá đồng mà, cá mùa nước nổi cá đồng. Dạ. Đây cá kết nè, ở này bao nhiêu ký cô? 160 à? Căng cho con ký cá kết này đi. Rồi. Dạ. Cái này là mình làm nhà luôn hả con? Hay là căn? Cá kết, cá chạch. Dạ. Trăm ký mấy? Cái này 50. Dạ cũng được nữa. Dạ, mặn. Đó. Thích nhất là mấy anh cá heo rồi nè. Đó. 150 ngàn ký đó. Con này là giả rồi đó. Dạ. Giờ này nó chưa bự đâu hay không? Chưa. Thì bữa nó giật xuống nó bự nữa. Cá lăng nữa nè. Này cá lăng nè. Cũng thấy cá tràm cũng có luôn. Tại đang mùa nước nổi nên nhiều cá lắm cô chú. Cá lăng. Còn đây là cá heo nè. Cá heo này ký 150. Đó, cá chạch. Cá heo còn sống luôn nha. Cái chạch này bán nhiêu sao cô? Dạ. Chạch 200. Đó. 200 là chưa tới 1.000 nữa đó cô chú. Được 1.000 là thôi là 800. Chắc hiện tại vô mùa cá kết thì sao cô nhỉ? Ngay mùa đó. Dạ, ai cũng có cá kết trơn trời. Ngay mùa đó. Dạ. Con nước được 2-3 ngày chứ. Dạ. Tới con nước hả con? Tới nước nè. Chứ mấy bữa phẩm không có. À. Mấy bữa phẩm cá này có 200 mấy. Dạ. Bữa này con nước bởi vì rẻ hơn bữa phẩm ha. Con này 14. 14, 14 đi. 26. Chợ Châu Đốc vô mùa cá kết. Wow, con mằng mau vậy? Mấy thôi. Dạ. Dạ. Chợ Châu Đốc cái này thấy cũng vắng hết rồi. Rồi, cảm ơn hai cô nha. Hai cô bán chung hả? Rồi, bán chung. Dạ, cảm ơn hai cô. Rồi, cô này bán cá quá trời luôn. Đây, nguyên khu bán cá nè cô chú. Cá he, cá mì dinh. Bán đá hả chị? Thank you.
Đó, khu này bán hải sản rồi cá nữa. Đây cá chẽm với lại cá he. Cá mè dinh nữa. Đó, cô chú thấy đủ loại cá luôn. Đặc biệt chợ hôm nay là vô mùa cá kết. Cô hổm là mắc lắm, bữa nay rẻ. Đây nè, đây cá chim. Wow. Chưa. Cá lăng này nhiêu ký vậy? Dạ. 120. Còn cá chim cô? 150 hả? 60. 60 con này 2 ký không ta? 2 ký. Con này về mình làm món gì ăn ngon cô? Chiên tư. Chiên tư. Con này cá sông hay là cá nuôi ta? Cá sông nó nuôi. Cái này nó đâu giá được. Dạ, căng con cái cá chim này đi. Cái chim bự không? Quá trời bự luôn. Đâu giỡn được. Cái xong rồi đó. Dạ. Bán được. Đó, cá chim bự nha. Cá leo nữa nè. Dạ, cá leo có kết. Con này là con có kết bự nè cô chú. Này cái kết bự nhiêu cô? Dạ. Rồi, vậy là nãy giờ con kết này là bự nhất. 350. Cá leo là 140. Đó, em hỏi giá đủ là giá luôn. Cá dứa nhiêu ký? Cá sát 200 hả? Dạ. Cái này có sát. Dạ, chứ không phải cá dứa ha. Cá sát. Cái này có chè. Dạ. Ký 200, cá kết cũng 200 luôn. Dạ. Còn lắm con cái gì mấy ký? Cá chim 2.3. 2.3 là 100 mấy? 140 đi. À 140 đi. 148 giá 140. Dạ. Quá trời cá kết luôn rồi chú ơi. Cá kết cá leo. Dạ. Dạ không. Bây giờ mua cá ăn thôi. Con cá rồi. Dạ. 140 hả con? Rồi, cái này. Bữa nay đi gần nhà nên mua cá về ăn. Dạ, cảm ơn cô. Đây có cá heo, cá lử trâu. Cô về chưa? Con gỡ cá đây xíu nha. Dạ. Dạ. À, hết khu chợ cá đó cô chú. Hôm nay đa số là cá kết không à. À, nguyên khu cá. Cá kết rồi hải sản cá biển. Gỡ con cá chim ở đó đi, lát thì mình về lấy. À, đi một vòng ở đây nha. Cuối video ngày hôm nay thì em sẽ về lại chợ cầu Châu Đốc để quay cầu Châu Đốc cho chú xem. Hình như là cũng gần xong cầu Châu Đốc của chú. Cuối năm nay là sẽ hợp long rồi. Trời trong xanh rất đẹp nha. Ở đây mọi người đi chợ cũng khá là đông á. Rồi giờ em sẽ đi ra ngoài đầu chợ Châu Đốc luôn cho chú các bạn cùng xem. Còn cái này là ở phía sau rồi. Rồi bây giờ cô chú các bạn cùng em đi qua bên đây nha. Ở nhà làm chợ này em thấy cơ bản có 3 khu. Khu bán mắm thì ở phía trước, khu bán tạp hóa, tiêu, tỏi, hành, bột ngọt, nước màu thì nằm ở bên đây. Còn cặp mấy sông thì bán khu chợ cá, hải sản, rau củ quả. Cho nên em thấy bán đa số bán khô nhiều của chú. Khô với lại tép. Tép khô. Thank you.
mà đây thấy đa số là bán chao nè, rồi nước tương, nước màu. Cô có bán tương chao hả cô? Dạ, tương chao tàu hủ. Không có dưa leo. Này tương hộp hả gì cô? Dạ, tương hộp tương xay. Bịch là nhiêu cô? Dạ, lấy con bịch này đi. Đậu đâu lại? Con ở An Phú. Dạ, con xuống đi quay chợ một vòng cho ta coi vậy á. Quay về gọn xếp ra. Dạ. Đừng quay về hai lên đại ta xấu, đừng quay lên. Dạ, con thấy về hai đẹp mà. Dạ, lên YouTube cho ta coi á, chỗ này chỗ kia ta bán này bán kia á. Chị ba tôi kìa. Dạ. Quay về đây gọn xếp coi. Bên này bán ớt kia là vừa đậu phộng hả chị? Đầy đủ. Dạ. Ở đây bán tới tối không chị? 6 giờ. 6 giờ là nghỉ hả? Cảm ơn chị, chúc chị bán đắt nha chị. Rồi chúc cô bán đắt luôn. Dì ba lúc xưa con có quay hình lần nè. Dạ có. Cô chú chị bạn có mua đồ ăn chay lại là dì ba nè. Dì thứ mấy? Dì hai, dì ba, dì hai ha. Dạ. À, dì hai, dì ba bán đồ ăn chay ở chợ. Dạ. Gian hàng cũng nhỏ hả dì ba? Con cảm ơn dì ba nghe. Bánh kẹo dưa chua các loại. Khu bên đây bình thường tới ngày lễ này kia thì khách du lịch mới đông chút, còn bình thường thấy vắng. Đây nhà lòng chợ Châu Đốc. Khu bên đây thường có khách du lịch đó, ta đi chợ mới đông, còn bình thường dân địa phương ở đây người ta cũng ít hay đi á. Có bồ câu nè, mà thường em thấy bồ câu bay chỗ này nhiều lắm. Thường cô gãy gạo vô bồ câu ăn gì cô? Cô thấy bồ câu thấy đậu ở đây nhiều. Dạ, nó xuống đậu hả chị? Dạ, thấy bồ câu hay đậu ở đây lắm. À, cô chú đi thấy bồ câu hay đậu ở đây lắm luôn nè. Tại đây người ta giải đậu cho nó ăn á. Em vừa lại nó bay hết trơn rồi. Chè hả anh? Dạ. Đi qua quay chè, mua chè ăn luôn nha. Chè sủ phượng. Đây. Anh bán ai bán anh? Hả? Anh bán hả? Mẹ bán. Dạ, mẹ bán. Wow, đủ loại chè luôn nè cô chú. Sủ phượng là tên của ai anh? Dạ. Tên của mẹ hả? Mẹ với ba. Dạ. Chè em chè này đi nha cô. 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 Chè này gọi là chè đậu xanh nước cốt dừa được cất trắng nè. Hồi đó Châu Đốc hay có mấy cô chèo ghe chèo xuồng ở dưới bán rau cái câu chè đậu xanh nước cốt dừa đó cô. Cô nhớ câu đó không? Này chè bắp hả con? Chè táo sọ. Chè táo hả? Còn đây là chè đậu trắng. Bánh bò. Ủa cái này là nồi gì anh? Đậu đen. Đậu đen. Dạ. Lấy con bịch này đó đi con. Bịch chè đậu trắng. Ồ, còn món này món gì cô? Xôi sim. Xôi sim hả? Xôi sim rồi đó giờ mới nghe mới thấy luôn. Đây là chè trôi nước. Đó, cô chú đi chợ ăn chè thì ghé đây. Sủ phượng nha. Sạch chè. Tên của cô với chú. Qua cái nồi bự là nồi gì anh? Nồi nước dừa anh. Nước dừa hả? Tưởng nó nồi chè luôn chứ. À, xôi dạ. Xim là. Trời, xôi xim nè cô chú. Dạ. Là làm từ cái gì hả cô?
dừa, đường, trứng, sầu riêng. Dạ. Dừa, đường, trứng, sầu riêng. Dạ, con có tiền con. Ly chè đâu? Ô. Thôi cô đổi con hộp này đi cô, ăn thử cho biết. Khỏi khỏi lấy chè đậu trắng nha. À, cô nói xôi sim hả? Dạ. Dạ con không biết nữa. Anh này mới. Con quay chợ Gia Đốc rồi lần là thứ ba đó mà con lần đầu tiên con ra đây nè. Anh là dạ đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ. Quay chợ Đốc này 3 lần mà mới vô đây quay chỗ này lần đầu. Đó gầm anh lại đi. Gầm ha. Dạ. Có con nhiêu tiền cô? Dạ, gửi anh nè. Bịch 10.000. Chỗ này bán xôi chè quá trời. Bán tới mấy giờ mới nghỉ hả cô? Dạ, 1 giờ. Cảm ơn cô nhiều, cảm ơn anh nha. Bên đây là sạp giải bán quần áo nè. Đó, quần áo 3 bộ 100k. Cái này bán được không chị? Cái này bán được nhiều không? Dạ. Thường tới lễ là bán quá đông ha. Đây cô chú mua quần áo là đây 3 bộ 100k nha. Đó, rất là dễ mua. Cảm ơn chị nhiều, chị không đắt nha. Đây cũng 3 bộ 100k đó nè. Đây tới khu vực bán mắm mà nè cô chú. Đó. Rất là nhiều mắm luôn. Đây là mắm bà Giáo Thấm. Mắm Úc đẹp. Ồ, nhiều gian hàng mắm lắm. Còn đi đây là đi vô trong nhà làm chợ nè. Nhà làm chợ thì bán cũng nhiều loại đồ lắm cô chú. Đồ đặc trưng của miền Tây sông nước Châu Đốc á. Khăn nè. Rồi mùng mền nữa. Hôm nay thì em không có đi vô nhà làm chợ, em đi ở bên ngoài thôi. Đây xe lôi nè. Cô chú không thích đi bộ thì đi xe lôi cũng được. Đây khách du lịch ghé mua mắm này cô chú. Rất nhiều sạp mắm ngon ngon không à. Đó. Mắm khô cá Trà Phòng nữa. Đây cô có Trà Phòng mà. Cô ăn nhiêu cô? Cô ơi, con mua mất cả tí hả? Chưa tôi chịu ai nha. Con giúp đỡ tự số với đưa. Quá trời mắm luôn. Cô ba Ngọc Thanh. Ba số 3. Đây là mình đóng thùng dao luôn hả chị? Đó. Thường mình dao đi xa không chị? Dạ. Dạ. Để em quay lên có ai mua đặt hàng chị giao hàng. Thường chị giao xa nhất là ở đâu hả chị?
À, bên ngoài luôn. Dạ. Đây sạp mắm của cô ba Ngọc Thanh. Nào được mai mốt điện thoại em gửi cho. Cái này có cá dứa coi chú. Cá dứa nhiều ký hả chị? 150 ký anh. Dạ. Chưa được. 150 ký khô cá dứa. Đây cá trà phồng nè. Trà phồng nhiêu hả chị? Trà phồng nữa thì loại này 200 ký nè. Dạ. Cái này loại này là 200.000 một ký nha cô chú. Đây này của cô Hoàng Yến. Để em lấy hai đổi em lấy cho hai cái nhỏ rồi. Cô cá dứa, cá phồng, cá lóc nữa nè. Nè ký nè. Anh lấy con luôn đi, con mới giòn lắm. Cá dứa hả, nó ngon hơn cá phồng. Mốt ở đâu điện thoại em gửi cho. Cá này phơi. 100 ký nè. Ép không hay là khỏi ép? Có, vừa kêu ép chứ không. Không phải, ép khỏi mé mà khỏi ép. À, đủ lẩu khô luôn chú. Rất là nhiều khô. Không đâu anh ơi. Không đâu. Đi cho cô bán cho chú. Mẹ đừng mua giùm đi. Mà đây 3 ký sữa nè chị. Mắm không chị ơi. Mắm có sạc này 70 ngàn hả chị? Dạ. Cho em nửa ký cái sạc đi. Rồi cho nửa ký cái sạc đi chị đẹp ơi. Đó, cái sạc. Mắm Thái gì luôn anh. Mắm, mắm, mắm Thái hả? Em gục 160.000 hả chị? Dạ. Em gục 160.000 một chút. Em mắm cá chốt nè. Cá chốt là 100 hả chị? Dạ. Lấy em nửa ký mắm cá chốt này luôn đi. Nửa ký cá chốt đi chị đẹp. Dạ. Cá chèn là 300.000 hả? Dạ, cá chèn sống ngon. Mua gì đây nè chị, mắm bảy. Đây cô có chèn 300.000 một ký cô chú. Đây là đu đủ mắm. Cái này cá chốt mắm nhiêu chị? 100 ngàn. Cái này có cá nè. À. Lấy em nửa cái này luôn đi. Ra tay luôn hả? Tại cái này không có sẵn. Dạ. Cua này bán nhiều mắm lắm cô chú. Tha hồ lựa chọn mắm với ba khía. Rồi khô nữa. Đây mắm lóc là 150.000. Nửa chốt nửa sạch ha. Dạ. Mắm bà giáo khỏe 5 số 5. Là mỗi người chọn một số hay sao chị? Dạ. Không có ai đụng ai chứ hả? Dạ. 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 Đây là mắm nhà mình làm luôn hả chị? Dạ. À, đủ là mắm luôn cô chú. Và có mình tổng cộng nhiêu tiền? Của anh 135.000. Để anh Kha lấy bịch chốt với bịch sẵn nó để vô. Bịch chốt với bịch sẵn. Còn đây là bà khía nè. Sẵn quay bà khía cho cô chú xem luôn. Đó, đây là bà khía cô chú. Bà khía sữa thì nó ngon, nó mềm. Bà khía sữa nó mềm hơn bà khía này hả? Bà khía nó lớn hơn giờ. Giá tiền. Này là bà khía nè cô chú. Hấp dẫn lắm nha. À, bà khía này ăn với cơm nguội là đúng bài luôn á. Bà khía là 180 với lại 120. Đi đây là đi vô nhà lòng chợ luôn nè. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có đi vô nhà lòng chợ. Đi quay một vòng ở ngoài cho chú xem thôi. Wow, mắm cá lóc rồi cô chú. Anh mua lên vô có giấy gì nè. Vậy
gì đẹp, cho em cái bạch ký thôi. Cái gì đẹp đấy, một bạch ký, hai bạch. Rồi lại 65 ngàn quá. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn chị Nghiêm nha. Cảm ơn anh. Dạ. Có lấy me gì luôn không, me kìa. Bên đây là me Thái nè. Vô đây, vô đây, cái bọc quá. Không kỹ nữa nha, cứ xe nha. Đấy quá thì tao hút cái khác rồi. Me là 130. Đó, bên trong nhà lồng chợ vậy nè cô chú. Thì chỉ hút 350 đi, tôi lấy cho anh. Đi thẳng bên kia luôn là chỗ gửi xe đó. Ở trong đây cũng giờ cũng vắng quá. Dạ. Dạ. Sao này tới ít đi quá ha cô. Chưa tới mùa du lịch hay sao á? Dạ. Trong đây mấy cô ngồi nhiều lắm nhưng mà không có khách cô chú à. Đường bên đây cũng vậy nha nè. Đường bên đây là đi thẳng ra qua nhà làm chợ luôn đó. Nhưng mà thấy có một hai người khách thôi. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Bên trong nhà làm chợ thì vắng lắm luôn cô chú, vắng không thể tả luôn. Thì chợ này chợ du lịch mà tới mùa du lịch thì mới đông rồi. Thường ta đi ở đây ta mua mắm, mua khô rồi ta về. Mình nhìn lại toàn cảnh của khu quán mắm nha cô chú. Hôm nay thì cũng có khách nhưng mà cũng ít thôi chứ không có nhiều. Đây là khu bán bánh mì nổi tiếng hồi đó giờ nè cô chú. Bên đây bán gì quên ta, thốt nốt, bánh bò thốt nốt nè. Đây bánh bò thốt nốt đây. Chị ơi, bánh bò thốt nốt bán sao vậy? Bánh bò chị. Bánh bò thốt nốt là cái này chị. À, cái này là trái thốt nốt hả? Trái thốt nốt chín ta cà lấy cái một. Cái nào nó mềm hơn ta? Cái này nó mềm, bao mềm. Cái này cái nhiêu? Cái 5 ngàn. Lấy em 5 cái này. Wow, chế bán nhiều bánh bò lắm cô chú. Nhà chị ở gần đây không? Vòng đây đây hoa. Đi chợ Gia Đốc lần nào cũng gặp chị này bán ở đây nè. 5 cái 15 ngàn. Cảm ơn chị nhiều. Đây bánh bò nhiều lắm. Đủ thứ loại bánh, đường thốt nốt nữa. Cảm ơn chị. Nước thốt nốt bên đây nè cô chú. Đây gặp lại chị Thảo. Chị Thảo bán ba khía. Có 100 gram nhiêu ba khía chị? Ba khía nhiêu 100 gram vậy? Cái này 100 gram giá thì 20. 100 gram giá thì 15. Dạ. Ký 120, ký 180. Có vụ 100 gram giá nữa hả? Chứ lô 180 thôi. Dạ. 100 gram giá. Là đó giờ mới nghe luôn. Này tại em hỏi. Dạ. Chị nói ký đi. Ký 180 bằng ba khía sữa là ký 120. Dạ.
rồi, ok. À, đây là ba khía. Lấy em 300 gram đi. 300 gram giác hả? Đó, chị Thảo lần nào ghé mua ba khía hoặc là mua đường. Mà đường chiếc này còn. Đường còn á. Dạ. Chị Thảo ở trước chợ Châu Đốc cô chú. Nãy giờ chị dòm em coi là đợt này em có mua. Dạ. Nghe thấy quen phải không? Quen mà em luôn cắt miếng lên là chú hay coi chú dòm liền. Chị đó không? Bên đây bán thốt nốt nè cô chú. Lấy cách xê luôn à. Dạ đây đó Giang, túi này nhiêu cái cô? Này hả? Dạ. Cái 5.000 mà thôi, giờ bữa nay lại ủng hộ ba khía tặng ha. Tặng ha. Đây chị tặng cái vỏ này, đi chợ nãy giờ nè. Dạ. 300 gram nhiêu chị? Đưa chị 50 thôi. Mấy ngàn mà lấy 50 thôi. Dạ. Lần nào chị Thảo cũng khuyến mãi chứ hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị bán đắt nha chị. Cảm ơn mấy cô. Đây chợ Châu Đốc nha. Ở chợ này em cũng quay cũng nhiều lần, đi ngang cũng nhiều lần lắm luôn á. Có lúc đông lúc không, chứ không phải là lúc nào cũng đông nha cô chú. Bên đây cũng là khu bán ba khía, mắm với lại bánh bò nữa nè, cà na. Còn khu bên kia bán bánh mì. Còn đi theo hướng này là mình sẽ đi ra ngoài cổng, ngoài khu công viên Bồ Đề Đạo Tràng nữa cô chú. Bên kia là bánh mì Bé Tư, bên kia chẳng còn bán luôn. Bánh mì đó ngon lắm cô chú. Bánh mì Bé Tư rất là lâu đợi ở đây. Dạ không. Đi ra ngoài cổng bên đây nha. Công viên hiện tại đang làm lại cũng rộng lắm. Trước đây thì chỗ này bán bún cũng nhiều lắm cô chú, nhưng mà bây giờ đi rồi. Cô chú muốn ăn bún thì em nghe nói đây có bún cô Lệ cũng ngon lắm. Cũng có nhiều người quay bún của cô Lệ á. Cô chú lên TikTok hoặc là YouTube gõ bún cô Lệ Châu Đốc là gặp à. Bún cô Lệ thì nằm ở phía đầu bên kia của công viên này nè. Ngay trang này xanh đỏ luôn á cô chú. Còn đây là chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Một cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng ở Châu Đốc. Rồi bây giờ anh sẽ đi lại cầu Châu Đốc để quay một vòng ở đây xem cho chú xem nha. Đây công viên đi cô chú. Hiện tại thì chưa có xong. Hai bên chùa Bồ Đề Đạo Tràng nè. Công viên cũng rất là rộng. Bên kia là Sacombank. Đây đường này vô chợ Châu Đốc nè. Ở đây là tổng quan của chùa Bồ Đề Đạo Tràng với lại chợ Châu Đốc luôn. Ghé đây uống cà phê, uống nhà đường xíu mình đi ra cầu nha cô chú. Dạ hiện tại em đang đứng ở miếu Vệ Thủy Tướng Quân nè cô chú. Miếu này thì có năm 1953. Em về đây để em quay tiến độ thi công cầu Châu Đốc cho cô chú anh chị bạn cùng xem. Em nghe thông tin là cuối tháng 12 này sẽ hợp long. Hợp long tức là nối liền giữa hai điểm ở giữa cầu đó cô chú. Cái đường đi lại cầu Châu Đốc này cũng rất là dễ luôn. Từ thành phố Châu Đốc cô chú anh chị và các bạn hướng xuống thành phố Long Xuyên, tới ngã tư có một đường đi qua Tịnh Biên á,
thì đối diện cái hướng đi qua Tịnh Biên là cái đường dẫn tới cầu Châu Đốc này nha. Còn đi thẳng luôn á là mình sẽ về Long Xuyên. Còn đây là cổng chào của Châu Đốc nè. Đường dẫn này cũng rất là dài. Cầu này thì dài 667 m, là cái cầu không dây dăng đầu tiên của Việt Nam bắc qua sông Hậu. Hiện tại cũng đang giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cuối năm nay sẽ hợp long này cô chú. Đây là toàn cảnh của cầu Châu Đốc. Các kỹ sư và công nhân đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại thì cầu cũng đã vượt tiến độ thi công đó cô chú. Dự kiến là sẽ đưa vào sử dụng vào ngày 2 tháng 9 năm 2024. Cầu này gồm 4 làn đường đi cô chú. Cầu này cũng rất là rộng luôn. Nói liền thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc. Chiều dài bên bờ Châu Đốc là 193 m, còn chiều dài bên bờ Tân Châu là 213 m cô chú. Trong đó chiều dài cầu chính là 260 m, gồm 13 nhịp, dài 667 m. Đây là bên bờ Tân Châu nè. Còn đây là bên bờ bên Châu Đốc nha cô chú. Đây là cây cầu không dây văng đầu tiên bắc qua sông Hậu. Ở dịp giữa thì còn một đoạn ngắn nữa là sẽ nối liền hai bờ sông Hậu. Đây là công trình do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Hiện tại thì đã đạt được 80% khối lượng công trình. Còn đây là mặt cầu bờ phía thành phố Châu Đốc này cô chú. Mặt cầu này cũng rất là rộng luôn. Công trình này tổng mức đầu tư là 2.131 tỷ. Trong đó giá trị xây dựng phần đường là 897 tỷ. Còn phần cầu Châu Đốc và đường dẫn vào là 534 tỷ đồng. Khi hoàn thành thì dự án này sẽ kết nối theo trục ngang hành lang biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Rồi vừa rồi em đã cập nhật tiến độ thi công của cầu Châu Đốc cho chú bạn cùng xem. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video em tại đây. Em cảm ơn tất cả chú anh chị và bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Đi Đó An Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em lần sau nha. Nhìn từ trên cao xuống thì mình thấy cầu Châu Đốc nè, rồi thấy thị xã Tân Châu, rồi thành phố Châu Đốc, rồi mình thấy luôn núi Sam luôn cô chú. Nhìn xa xa bên kia là chợ Châu Đốc với lại cầu Cùng Tiên. Cái khu vực mà sáng nay em vừa quay á thì mình thấy tổng quan cái khu này đó cô chú, rất là rộng lớn. Cái cầu này cũng rất là lớn luôn, không dây dăng nha. Khi nào cầu này hoàn thiện em sẽ chơi ở đây quay lại cho chú bạn xem một lần nữa. Hiện tại thì mấy anh chị đang thi công bên đây nè cô chú. Rồi em xin tạm dừng video đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong các video lần sau.